cuộc đời không đam mê, không có niềm tin, cuộc đời không tương lai, đen trắng là đâu, vì hào quang ngu mê quên hết tình thân, có nghĩa gì đâu, đó chỉ là mơ, hào quang tan biến. Rồi từng đêm trôi qua, em vẫn là em, cuộc đời không bao che toan tính phù du, đường đời bon chen sâu sẽ vì say, tính toán làm chi, có nghĩa gì đâu, ánh sáng phù du. Vậy là ngày nào cô cũng đến đây sao? Đúng vậy. Dù có bận đến đâu, tôi cũng sắp xếp thời gian để đến thăm mộ bác tôi một chút. Còn anh, sao lại tới đây? Vì lần trước phóng viên đông quá, nên tôi không thể viếng chị ấy một cách đàng hoàng, nên bây giờ tôi phải đến đây thôi. Dù sao hôm qua được nói ra hết mọi chuyện, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chắc là bác tôi phải trải qua những ngày đau khổ lắm. Giá như lúc đó tôi ở bên cạnh bác thì chắc bác đã không xảy ra chuyện rồi. Cô không có lỗi gì hết, vì vậy đừng tự trách mình nữa. À, tôi muốn hỏi câu chuyện này được không? Anh hỏi đi. Không phải là cô nói cô có cùng ban ghi âm làm bằng chứng tố cáo tôi hay sao? Vậy sao cô không đem nó đến cho công an? Thật ra cùng ban ghi âm đó cũng không nói lên được gì cả. Dù sao anh cũng không phải là người trực tiếp gây ra cái chết của bác tôi. Còn chuyện làm tổn thương thì ai mà vướng vào chữ tình mà không như vậy chứ. Tôi thấy cô có vẻ thương bác cô quá. Nếu như vậy, tôi đoán chắc là cô rất có hiếu với ba mẹ cô đúng không? Tôi không có duyên được biết mặt cha mẹ mình. Từ nhỏ tôi đã thấy mình ở trong cô nhi viện rồi. Thật vậy sao? Vậy có bao giờ cô hỏi chị Loan về cha mẹ ruột của mình hay chưa? Tôi không thể hỏi. Hay nói đúng hơn là cô hỏi cũng chẳng biết được gì hết. Bởi vì bác ấy không phải là bác ruột của tôi. Trong một lần bác đến thăm cô nhi viện, bác ấy đã nhận nuôi tôi và cho tôi ăn học cho đến bây giờ. Nếu vậy chắc là cô thương bác ấy lắm. Và cô rất đau lòng khi hay bác ấy mất đúng không? Tôi thành thật chia buồn cùng cô.
Giờ thì trang nào cũng đưa tin hết. Tốt lắm. Alo. Anh Đức hả? Tôi nghe. Có chuyện gì vậy? Anh đã đọc báo ngày hôm nay chưa? Tất cả các báo đều đồng loạt đưa tin về chúng ta đó. Ồ, tôi biết rồi. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi cúp máy đây. Vậy em không làm phiền anh nữa. Em chỉ muốn gọi để nói cho anh biết á. Chuyện chúng ta cặp kè nhau có hiệu ứng rất là tốt. Cả em và anh đều có lợi. Vì vậy, em hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ này. Ừ, tôi biết rồi. Bây giờ tôi có việc phải làm. Chào cô. Bảo Tiên cặp kè với nhạc sĩ Trịnh Đức hả? Coi bộ chuyện này không chỉ là tin đồn nữa rồi. Nhạc sĩ Trịnh Đức đang là cái tên được chú ý. Những ca khúc của anh ta đều trở thành hit hết. Bảo Tiên cặp kè với Trịnh Đức chắc chắn là muốn có bài hit để hát đây mà. Phải công nhận là chị cũng rất thủ đoạn. Chị muốn chiếm nhạc sĩ Trịnh Đức cho riêng mình. Nhưng tôi sẽ không để cho chị làm được như vậy đâu. Bây giờ tôi đã không còn cần tới chị nữa rồi. Let's get this thing started. Sao tới giờ này mà cô ta chưa tới nữa? Sắp tới rồi đó. Nè, cậu có chắc là tối nay cô ấy đến không? Chắc mà, cậu cứ yên tâm đi. Cái gì chứ mấy tin tình báo này chắc lắm. Ok, cậu chỉ có quan sát cô ấy giúp mình nha. Cô ấy tới rồi kìa. Vô. Bắt đầu thôi. Ừ. Giờ chị dùng gì? Chào em. Hai ly cốc tay nha. Chào em. Em có muốn nhảy không? Tôi không có ý định nhảy với người lạ. Thì trước lạ sao quen mà. Có lẽ là em biết anh là ai rồi mà đúng không? Không, tôi chẳng biết anh là ai hết. Em nói đùa giỏi thật. Em làm anh cảm thấy thích rồi đó. Tôi thật sự không biết anh là ai cả. Chứ không phải là tôi nói đùa đâu. Và tôi cũng không có hứng nói chuyện với người lạ. Vậy em cảm ơn. Anh xin lỗi nếu làm em không vui. Để anh tự giới thiệu. Anh xin lỗi nếu làm em bực bội. Anh xin tự giới thiệu. Anh tên là Đạt. Nhưng mà mọi người thường gọi anh là Đạt Euro. Chắc có lẽ em đã nghe qua rồi đúng không? Đạt Euro hả? Thì ra anh là Đạt Euro. Tôi đã từng nghe nói nhưng mà không biết mặt. Rất vui được làm quen với anh. Anh cũng rất vui. Hôm nay em tới đây một mình sao? Lúc nào tôi cũng đến đây một mình hết. Vậy em qua ngồi chung bàn với anh được không? Anh chỉ muốn giới thiệu em với bạn anh thôi. Nhưng mà bạn anh á, ai cũng dẫn bạn theo rồi. Chỉ có anh là một mình thôi. Xin lỗi, nhưng tôi chợt nhớ ra là tôi có công chuyện phải đi. Tôi phải đi rồi.
Tôi rất vui được làm quen với anh. À, rất vui được biết em. Bye bye. Cô ấy không biết, hay là giả vờ không biết mình là ai. Dù sao á, cũng rất là thú vị. Sao giờ này em chưa ngủ nữa? Anh bận việc gì mà bây giờ mới về vậy? Anh làm cho em chờ nguyên cả ngày đó. Sao anh bỏ em ở nhà một mình để đi nhậu vậy? Anh xin lỗi em. Tại vì công việc cho nên là anh mới đi vậy thôi. Em ngủ trước đi, anh đi tắm. Anh, dạo này anh thay đổi nhiều quá. Có phải anh hết yêu em không? Em đừng có suy nghĩ lung tung. Thôi, anh đi tắm đi. Anh, em có thai rồi. Em nói gì? Em đã có thai. Chúng ta có con rồi. Em nói là em đã có thai rồi hả? Từ khi nào vậy? Em cũng vừa mới biết đây thôi. Anh à, bây giờ em đang mang thai con của anh, mà anh chẳng thương em gì hết. Suốt ngày cứ bỏ em đi. Anh có biết là anh làm em buồn lắm không? Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã làm em buồn. Anh vui lắm khi nghe em nói em có thai. Em à, từ nay về sau á, anh sẽ dành nhiều thời gian cho em. Nếu thai là con trai á, em muốn gì cũng được hết. Anh cho em hết luôn. Em chịu không hả? Bây giờ cái thai đang trong giai đoạn hình thành. Nếu như anh muốn như vậy á, thì anh đừng có làm cho em buồn. Có như vậy á, thì con chúng ta mới khỏe được. Anh biết rồi. Anh sẽ ở bên em nhiều hơn. Anh sẽ dành hết thời gian rảnh cho em. Em chịu không? Dạ, chào chị. Cô tưởng một cái tay ngang như cô có thể vượt mặt tôi hay sao? Cô đừng có mơ. Chị cứ chờ xem, tôi sẽ chứng minh cho chị thấy là tôi có thể làm được những gì. Ok, cắt. Anh Minh, em diễn tốt lắm đó. Dạ. Dạ, em cảm ơn anh. Tuy là không bị chê, nhưng mà em nghĩ là em diễn vẫn chưa tốt lắm. Em nghĩ em có thể làm tốt hơn như vậy. Ừ. Nếu vậy, anh rất trông chờ vào tài năng trong những kênh quay của em đó. Thôi em vô trong chuẩn bị đi. Dạ. Thanh Thanh, em cũng đại diện tốt lắm. Biên kịch đã không sai lầm khi đẩy vai diễn của em lên. Anh rất cần ý á. Cảm ơn anh.
Cũng nhờ anh chỉ dạy thêm nên mới làm được như vậy. Tiếp tục phát huy như vậy nha. Dạ, em biết rồi. Anh trông chờ giờ em dạ. Đó. Thanh Thanh, cô tưởng là cô dễ dàng có thể qua mặt tôi như vậy sao? Xin chào ca sĩ Diễm Hồng. Xin cô cho biết là sau khi đã có một số ca khúc trở thành hit, cô có dự định sẽ ra album đầu tay cho riêng mình không? Tất nhiên rồi. Hiện nay tôi đang ấp ủ một dự định là sẽ ra một album dành cho riêng mình. Và có thể là đó sẽ là một album hit trong thời gian tới. Cảm ơn cô. Ca sĩ Anh Minh, tôi có thể hỏi cô một số điều được không? Dạ tất nhiên rồi. Anh Minh là một ca sĩ trẻ nhưng lại được tham gia một chương trình ca nhạc lớn như thế này với tư cách là một khách mời. Cô có cảm thấy mình thật sự may mắn hay không? Tôi không nghĩ đó là may mắn, mà tôi nghĩ là đó là do tài năng và sự cố gắng hết mình của tôi trong thời gian vừa qua. Nhưng dù sao thì tôi cũng cảm thấy rất là vui khi được tham dự một chương trình lớn như thế này. Dạ, xin cảm ơn cô. Có một số nguồn tin nói rằng cô và ca sĩ Diễm Hồng được mời tham gia game show nhưng cô đã từ chối vì bận đóng phim phải không ạ? Tôi không biết là tin đồn đó từ đâu ra, nhưng mà hoàn toàn không có chuyện đó. Nếu như được mời tham gia game show đó, dù có bận đến mấy á, tôi cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian để tham dự. Dạ chào chị. Dạo gần đây á thì sự xuất hiện của chị bên cạnh nhạc sĩ Trịnh Đức ngày càng nhiều và ngày càng thân mật hơn. Vậy liệu rằng giữa hai người có mối quan hệ nào khác không? Câu hỏi này tôi xin được phép không trả lời. Để cho mọi người suy nghĩ. Dạ, dạ cảm ơn chị. Dạ. Nếu như có chuyện mình từ chối nhận game show thì chắc chắn là do con nhỏ Diễm Hồng làm. Chắc là nó nhân cơ hội mình bận quay phim rồi dành show đây mà. Diễm Hồng, cô hãy chờ đó. Alo, tôi là Bảo Tiên đây. Tôi có thể hỏi anh chuyện này được không? Bảo Tiên hả? Cô muốn hỏi chuyện gì? Chuyện là tôi nghe nói game show của anh tuần này á có mời Diễm Hồng tham gia. Tôi nghe nói hình như còn một chỗ trống phải không? Đúng rồi. Đúng ra vị trí đó tôi mời cô. Nhưng tôi nghe Diễm Hồng nói cô bận đóng phim, vì vậy tôi đã mời ca sĩ khác rồi. Tôi biết rồi. Dù sao thì tôi cũng rất có hứng thú với chương trình của anh. Hy vọng là lần sau tôi sẽ có dịp tham gia một lần. Được rồi. Nếu có điều kiện tôi sẽ mời cô lần sau. Hy vọng cô sắp xếp thời gian để tham gia. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Chào anh nha. Thì ra đúng là con nhỏ đó. Chị. Cô vào đúng lúc lắm. Tôi có chuyện muốn nói với cô đây. Chị muốn nói chuyện gì với em hả? Cô không biết hay là cố tình không biết vậy? Chẳng lẽ cô làm cái gì với tôi mà cô không biết hay sao? Chắc chị đang muốn nói về chuyện em tách ở riêng đúng không? Em biết là em còn nợ chị một lời cảm ơn vì chị đã cho em ở trong thời gian qua. Em cũng định là lúc nào rảnh sẽ mời chị đi ăn để bù lại cho lời cảm ơn đó. Tôi không nói về chuyện đó, mà tôi cũng chẳng cần cô phải cảm ơn tôi. Cô bây giờ đã có chút tiếng tăm rồi, cho nên quay lại coi tôi không ra gì hết, có đúng không? Sao chị lại nói em vậy chứ? Cô đừng có mà giả nai. Đừng có làm như không có chuyện gì hết. Chính cô là người đã dành show với tôi. Tôi đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Cô còn dám qua mặt tôi nữa hả? Chuyện đó đó hả? Tại vì em thấy lịch đóng phim của chị dày đặc quá, cho nên mới nói với bầu show như vậy. Chắc là anh ấy sợ chị không sắp xếp được thời gian, cho nên mới mời người khác đó. Chứ em làm sao mà dám qua mặt chị?
Chị ơi, sắp tới bài hát của chị rồi, chị chuẩn bị nha. Ừ, chị biết rồi. Hôm nay chị bận cái đầm này đẹp thiệt á. Tôi không cần những lời khen giả tạo của cô. Tốt nhất á, đừng có làm bộ nói tốt ở trước mặt, rồi sau lưng thì lại nói xấu người khác. Nếu không á, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Alo, anh nghe đây. Anh Đạt hả? Có chuyện gì vậy em? Em bị làm sao vậy? Em buồn quá à. Bây giờ em không biết phải làm sao nữa. Có chuyện gì á thì em cứ từ từ nói cho anh nghe coi. Anh sẽ giúp em mà. Thì là chị Bảo Tiên đó. Chị ấy quá đáng lắm. Tự nhiên chị ấy bận lịch đóng phim nên không được làm khách mời trong game show lần này. Vậy là chị ấy quay ra đổ lỗi cho em. Em buồn quá à. Ủa, không phải là trước đây em với Bảo Tiên thân thiết lắm sao? Sao tự nhiên lại vậy? Chẳng những vậy á, mà chị ấy còn đang muốn loại bỏ em nữa kìa. Anh có biết tin á là chị ấy đang cặp kè với nhạc sĩ Trịnh Đức không? Hình như chị ấy đang có ý định muốn nhạc sĩ Trịnh Đức sáng tác ca khúc độc quyền cho chị ấy hay sao á. Thật sự là Bảo Tiên có ý định vậy sao? Nhưng mà em yên tâm đi, không có Trịnh Đức á thì vẫn còn rất nhiều nhạc sĩ nổi tiếng khác mà. Anh sẽ tìm giúp em một người khác nha. Thôi, em không chịu đâu. Em muốn hát những ca khúc do nhạc sĩ Trịnh Đức sáng tác kìa. Nếu vậy thì phải làm sao bây giờ? Hiện tại Bảo Tiên đang muốn dành nhạc sĩ Trịnh Đức cho riêng mình. Vì vậy em muốn nhờ anh tách nhạc sĩ Trịnh Đức ra khỏi Bảo Tiên. Như vậy có được không anh? Ừ, thôi được rồi, để chuyện đó anh tính cho. Phải không anh, tình yêu đã tan thành mây.
khi đêm xưa cũng đã vụt bay, chẳng giữ lại được gì ngoài xót xa. Làm sao để níu lấy sự thứ tha, để chắc chiu góp nhận lại từng giây phút qua cuộc tình hai chúng ta. Như vậy là đêm nhạc của chúng ta đã đi đến hồi kết. Rất cảm ơn các ca sĩ tên tuổi đã có mặt ở đây đêm nay. Bên cạnh những ca sĩ trẻ đầy triển vọng, và nhân đây tôi muốn hỏi ca sĩ của chúng ta một chút. Xin hỏi Bảo Tiên, thời gian này chị nhận được khá nhiều vai diễn trong các bộ phim, đặc biệt là đã can đảm nhận vai diễn được cho là gặp nhiều xui xẻo của diễn viên Kim Loan để lại. Vậy chị có cảm thấy bị áp lực không ạ? Không biết là mọi người có tin hay không, nhưng tôi chẳng cảm thấy có một áp lực gì hết. Ngược lại, tôi còn cảm thấy vui và rất hào hứng khi được tham gia diễn xuất. Việc nhận được nhiều vai diễn quá có làm ảnh hưởng đến việc ca hát của chị không ạ? Và chị có dự định sẽ tạm gác lại chuyện ca hát để tập trung đóng phim không? Tôi không nghĩ như vậy. Đúng là hiện tại tôi đang dành nhiều thời gian cho việc đóng phim, nhưng chắc chắn tôi cũng sẽ sắp xếp thời gian để hoạt động âm nhạc. Chắc chắn sẽ không có chuyện là tôi từ chối những lời mời tham gia những chương trình liên quan đến âm nhạc đâu ạ. Rất cảm ơn những lời chia sẻ của ca sĩ Bảo Tiên. Và bây giờ tôi muốn hỏi ca sĩ Diễm Hồng một chút ạ. Trước đây tên tuổi của chị đã từng đi xuống sau những scandal không hay, nhưng cuối cùng chị vẫn đứng dậy và đưa tên tuổi của mình đi lên. Vậy đó có phải là do tài năng hay là do một cái gì khác? Tôi không dám nói chỉ có một mình tôi mà có tên tuổi như ngày hôm nay, mà thật sự là do mọi người đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi xin cảm ơn. Nhưng bên cạnh đó tôi cũng rất buồn vì đã có những người không hiểu tôi, đã nói rằng tôi đã làm thế này, làm thế kia. Cho nên tôi cảm thấy rất thất vọng vì những người đã nghĩ về tôi như vậy. Chị có thể nói cụ thể hơn được không? Tôi xin lỗi, nhưng chuyện này tôi không thể nói ra. Tôi xin phép được giữ kín. Chúng ta vừa nghe những lời chia sẻ rất thú vị từ hai ca sĩ tên tuổi của chúng ta trong những lĩnh vực hoạt động nghệ thuật của họ. Nhưng đó là những ca sĩ đã tạo được tên tuổi trong giới showbiz Việt. Còn những ca sĩ trẻ thì sao? Liệu họ có thể làm được như những đàn chị của mình hay không? Chúng ta hãy cùng trò chuyện với ca sĩ trẻ Ánh Minh một chút nhé. Là một ca sĩ trẻ tài năng, cô có cảm thấy áp lực trước cái bóng quá lớn của những người đi trước không? Thật sự thì tôi cũng có một chút lo lắng. Bởi vì các ca sĩ hiện nay đa số đều thuộc các công ty quản lý. Ít ai có thể tự chứng tỏ được mình mà không có người chống lưng hết. Tuy có một chút lo lắng nhưng mà tôi tự tin là mình có thể làm được mà không cần phụ thuộc vào người khác. Wow, quả là một tuyên bố hết sức tự tin từ một ca sĩ trẻ. Vậy cô có dự định gì trong tương lai không? Dạ, hiện tại thì tôi chưa có dự định cụ thể. Nhưng mà cụ thể trong tương lai tôi có thể lấn sân sang điện ảnh và nhiều lĩnh vực khác nữa nếu có thể. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy là chỉ cần có tài năng thực sự thì sẽ có thể làm được tất cả. Cảm ơn ca sĩ Ánh Minh. Cái con nhỏ Anh Minh này, nó nghĩ nó là ai mà dám mạnh miệng như vậy chứ. Đúng là điếc mà không sợ súng mà. Còn con nhỏ Diễm Hồng nữa, hôm nay đúng là cái ngày bực mình thật chứ. Cứ từ từ, rồi sẽ biết ai mới thật sự là cái tên đình đám nhất. Hãy chờ đó.
Không biết có tin gì mới về cái chương trình mới này không nữa. Mày gan lắm. Mày gan lắm mà mới dám lên báo nói là làm được mọi thứ đó. Đừng có tưởng là giành được một vài vai diễn hơn tao thì muốn nói gì thì nói. Mày nên nhớ, tao là Bảo Tiên. Tao không để yên cho mày muốn làm gì thì làm đâu. Alo, phóng viên báo mạng phải không? Nghe nói chị Bảo Tiên muốn tụi em viết bài. Ừ. Dạ, vậy tụi em xin phép về trước. Cảm ơn em. Dạ, vậy tụi em xin phép. Xin phép chị em về. Xin hỏi đạo diễn Cường một chút, bộ phim lần này do anh làm đạo diễn đã gặp một chút trục trặc do cái chết đột ngột của diễn viên Kim Loan. Vậy quá trình làm phim của anh có gặp khó khăn gì không? Tất nhiên là có khó khăn rồi. Đặc biệt là sau cái chết của diễn viên Kim Loan. Tưởng chừng bộ phim đã bị hủy bỏ vì không thể tìm kiếm được diễn viên thay thế. À, vậy theo anh nhận xét thì diễn xuất của ca sĩ Bảo Tiên như thế nào? Và liệu khả năng thành công của bộ phim có cao hay không? Việc bộ phim có thành công hay không thì không thể nói được, vì đó là chuyện trong tương lai. Nhưng tôi cảm thấy là diễn xuất của Bảo Tiên rất là tốt. Tôi hy vọng là bộ phim sẽ thành công. Xin hỏi anh diễn viên Thiên Nam một chút. Trước kia đã có tin đồn cho rằng anh sẽ giải nghệ sau khi bộ phim này kết thúc. Vậy đó có phải là sự thật không? Cũng gần như vậy. Anh có thể nói rõ hơn được không? Đúng là tôi có ý định giải nghệ. Nhưng hiện giờ tôi vẫn còn đang quay dàn dở bộ phim. Sau khi bộ phim này hoàn thành, tôi sẽ rút lui khỏi ngành giải trí.
anh có thể cho biết lý do tại sao khiến anh phải rút lui không? Chuyện này đã có lần tôi từng đề cập đến nó rồi. Lần này tôi xin phép được không nói. À, Quỳnh Yến, cô không tham gia bộ phim này nhưng lại xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt phim. Điều này có phải là khá đặc biệt không? Thật ra thì cũng không có gì đặc biệt hết. Tôi chỉ đến đây thay mặt bác tôi thôi. Tại vì dù sao bác tôi cũng đã từng tham gia bộ phim này. Lần này về nước, cô có ý định ở lại lâu không? Và nếu có thể, thì liệu cô sẽ tham gia vào lĩnh vực điện ảnh giống như cô của cô không? Cũng có thể đó. Thật sự là tôi khá bất ngờ khi thấy cô có mặt ở buổi họp báo. Sao anh lại bất ngờ? Tôi chỉ muốn thay mặt bác tôi đến đó. Tôi không muốn mọi người quên bác tôi nhanh như vậy. Tôi nghĩ mọi người sẽ sớm quên chị Loan thôi. Bởi vì bây giờ mọi người đang bận chú ý đến cô rồi. Anh đừng có chọc tôi nữa. À, mà tôi có chuyện này muốn hỏi anh nè. Cô hỏi đi. Tại sao anh lại quyết định rút lui khỏi làng giải trí trong khi tên tuổi của anh đang được mọi người biết đến? Tôi không hiểu. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, lúc đó cũng có một số phóng viên hỏi tôi câu này. Vậy là anh đã từng có một đứa con rồi hả? Vậy bây giờ đứa nhỏ nó đâu rồi? Hiện giờ nó đang được mẹ vợ tôi chăm sóc. Tuy vẫn còn kêu là mẹ vợ, nhưng thực sự giữa tôi và vợ tôi không còn gì hết. Vậy tại sao anh lại quyết định ra đi để đứa bé lại như vậy? Còn vợ anh, cô ấy đâu rồi? Hiện giờ tôi không muốn nhắc đến cô ấy nữa. Thôi được rồi, tôi không hỏi anh nữa đâu. Nhưng mà anh vẫn chưa nói cho tôi biết lý do gì sao anh quyết định rút lui khỏi giới giải trí. Cũng chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Chỉ là tôi cảm thấy quá mệt mỏi với giới showbiz này thôi. Tôi không muốn nhìn thấy mọi người trước mặt thì cười nói, sau lưng thì đâm thọt nhau. Vì vậy tôi mới quyết định giải nghệ. Vậy nếu như anh không tiếp tục đóng phim nữa thì anh quyết định sẽ làm gì, đi đâu? Anh đã nghĩ tới chưa? Chắc có lẽ tôi sẽ về quê, dành thời gian còn lại để chăm sóc cho đứa con còn nhỏ. Có thể chỉ làm những công việc bình thường, nhưng chỉ cần ở bên cạnh đứa con của tôi là tôi cảm thấy mình hạnh phúc lắm rồi. Thiệt là quá đáng. Cánh nhà báo này thiệt là quá đáng. Bộ muốn giết gì thì giết hay sao? Mình phải kiện bọn họ mới được. Chẳng giúp bậy bạ là mất mặt mình hết trơn. Khoan đã, báo chí làm sao biết được chuyện mình nhờ biên kịch sửa kịch bản chứ? Chuyện đó chỉ có mình, biên kịch và Bảo Tiên biết. Chắc chắn là do chị ta đi nói xấu mình với báo chí rồi. Thật quá đáng.
Bảo Tiên, tôi sẽ không chịu thua chị dễ dàng như vậy đâu. Giờ thì để coi, mày còn dám nói gì nữa không nha Thanh Thanh. Dám chọc giận tao thì kết quả sẽ không tốt đâu. Bây giờ thì không phải lo con nhỏ Thanh Thanh nữa. Dù sao thì nó cũng không thể làm gì được mình. Trước mắt á, phải làm cho tên tuổi của mình thật sự vững chắc cái đã. Anh ta làm gì mà không nghe máy ta? Sau này cô đừng gọi cho tôi nữa. Tôi sẽ không nghe máy đâu. Chuyện giải giờ cặp kè chấm dứt là được rồi. Rốt cuộc là anh ta bị chuyện gì vậy? Không phải tôi đã nói với cô là đừng gọi cho tôi nữa rồi hay sao? Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên anh lại muốn chấm dứt? Không phải chuyện giữa tôi và anh giả giờ cặp kè với nhau, cả hai đều cùng có lợi sao? Mọi chuyện đã kết thúc rồi. Bây giờ tôi chỉ sáng tác ca khúc riêng cho Diễm Hồng thôi. Vì vậy chuyện sáng tác ca khúc riêng cho cô hãy tìm người khác đi. Diễm Hồng, cô thật là hiểm mà. Tôi sẽ không chịu thua cô dễ dàng như vậy đâu. Cô nên biết rằng Đạt Euro đã rất cưng chiều cô ấy. Tôi khuyên cô đừng đụng tới Diễm Hồng nếu cô không muốn rước họa vào thân. Chào cô. Nè, nè! Mẹ. Ừ, con. Có chuyện gì mà con cứ nhất quyết mời mẹ về nhà ăn tối vậy hả? Dạ, con chào bác. Cuộc đời không đam mê, không có niềm tin. Cuộc đời không tương lai, đen trắng là đâu. Vì hào quang ngu mê, quên hết tình thân. Có nghĩa gì đâu, đó chỉ là mơ. Hào quang tan biến, rồi từng đêm trôi qua, em vẫn là em. Cuộc đời không bao che, toan tính phù du. Đường đời bon chen, tính toán làm chi, có nghĩa gì đâu, ánh sáng phù du. Rồi ngày mai sẽ